máy mẫu 6 phép chuyên đánh bộ nha anh em, có chống ngược cọc, chống chập cho anh em sử dụng nha. Này hai này là hai vợt nè, hai vợt này cò bóp máy này được xuống nước có tải mới kêu nha. Còn này là volume mình chỉnh mình yếu, dặn về bên phải là mạnh, bên trái liếu. Máy này chuyên đi bộ, đánh bộ đâm lương rồi lóc cái chê rô phi ok nha. Này đi với cái bình 30 nha, à, đẹp luôn nha. Này, này là vợt mẫu 6 phép trước máy tầm bàn tay, lớn bàn tay xíu, test anh em xem nha. Mình đang tải với bóng 1000W nha, máy khá là ok nha. Rồi anh em nào cần thì liên hệ qua số điện thoại của mình 0977887030, điện tử anh sắp xăng nha. Rồi, chào anh em luôn.